Di chuyển vào miền Trung và Nam, những món bún miền Bắc đã được thay đổi nhiều cho phù hợp khí hậu và nguồn sản vật địa phương. Không dừng lại ở đó, người dân còn sáng tạo thêm nhiều loại bún mang đậm bản sắc địa phương, và bánh hỏi chính là một trong những biến thể thú vị đó. Cũng làm từ bột gạo nhưng thay vì luộc theo kiểu làm bún thông thường, những sợi gạo nhỏ được đem đi hấp chín rồi xếp lại thành bánh. Bánh hỏi thường hiện diện trong các đám tiệc miền Nam, ăn kèm với heo quay mới xẻ. Món ăn tuy đơn giản nhưng là hình ảnh gợi nhớ những bữa ăn sum họp đầm ấm của người dân phương Nam. Không chỉ gắn liền với đám tiệc, sự nổi tiếng của món bánh hỏi còn đi kèm với các địa danh. Chẳng hạn như huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vốn nổi danh với món bánh hỏi mặt võng. Bước vào lò bánh hỏi, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên với cách tạo ra món sợi này. Để tạo ra những miếng bánh hỏi đẹp mắt, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa người ép và người bắt bánh. Sản phẩm là những miếng bánh hỏi đàn kết thành hình mặt võng mỏng mịn và đều đặn. Bánh hỏi mặt võng ngon nhất là ăn kèm thịt nướng Kim Tiền với chất thịt mềm mịn và nhân mỡ béo thơm. Cắn một miếng bánh hỏi, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm mịn, dẻo dai, chút vị mặn ngọt có sẵn trong bột bánh. Quyện vào đó là miếng thịt thơm mùi khói ăn hoài không ngán. Ôi, ngon như thế này thì bao nhiêu thử thách cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Sợi là món vừa quen lại vừa lạ. Quen là vì sự dẻo ngọt và mùi vị thân thuộc từ các món sợi đã in sâu trong ký ức của mỗi người. Lạ là vì có quá nhiều món sợi vừa dồi dào về chủng loại, lại vừa đặc sắc trong cách chế biến. Thưởng thức phở, bún, miến không chỉ là thưởng thức cái ngon của món ăn, mà trên hết là cảm nhận cả sự phong phú và đặc sắc của ẩm thực Việt.